Vi Tiểu Bảo khi đang ham vui trốn lầu xanh, thì bất ngờ bị hai sát thủ hỏi thăm xem Vi Tiểu Bảo ở đâu để giết hắn. Nhưng anh Tinh làm pha bẻ lái bất ngờ, rằng anh cũng là kẻ căm ghét Vi Tiểu Bảo. Rồi anh dẫn hai cô sang phòng bên cạnh chỉ mặt Ca Long, khiến hai sát thủ này lao vào Ca Long chém giết. Nhưng Ca Long chạy ra phía ngoài cho hai cô đánh nhau với cận vệ. Bất ngờ một cô bị chém mất mũ nên lộ ra là con gái. Nhanh chóng hai cô gái cũng bị cận vệ khống chế luôn. Châu Tinh Trì lại tiếp tục làm pha bẻ lái ngoạn mục, giả vờ làm anh hùng hy sinh để cứu mỹ nhân. Thực ra là nháy mắt cho quân lính ép mình uống rượu độc. Đây là rượu ba kích ngâm cả giái dê. Khi uống xong trong vòng 2 giờ mà không xúc than 9 tấn thì sẽ bị phát độc mà chết ngay. Mà nếu ngươi không uống thì ta sẽ giết hai cô này. Châu Tinh Trì liền uống để cứu hai cô gái. Đúng theo kế hoạch lũ đàn em rời đi, Châu Tinh Trì ở lại cũng giả vờ đã phát độc. Làm sao để chúng tôi cứu huynh đây? Phải có một cô gái lên giường xúc than cùng tôi thì mới giải được độc. Hai cô gái thấy vậy liền đồng ý lên giường trả ơn. Mưu hèn kế bẩn đang khi sắp thành công thì bất ngờ có hai kẻ phá đám, vạch trần bộ mặt thật của Châu Tinh Trì, khiến hai cô gái xinh đẹp lập tức bỏ đi. Tiểu Bảo bực mình kêu quân lính xông lên, nhưng nhanh chóng bị thánh nữ phóng phi tiêu cho cả đám đầu gục. Vi Tiểu Bảo sợ chạy vãi đái ra quần. Người đàn ông này chính là Ngô Tam Quế đang muốn khởi nghĩa cướp ngôi. Nói thêm rằng khi thánh nữ Trương Mẫn trở về gặp mặt tổng đàn chủ, bà giáo chủ quyết định chuyển lại ngôi vị cho Trương Mẫn, để lãnh đạo thần giáo giúp Ngô Tam Quế lên ngôi vua. Chỉ cần nhảy vào huyết trì thì công lực sư phụ sẽ chuyển sang, nhưng nếu sau này mà mất trinh tiết thì công lực của Trương Mẫn sẽ chuyển sang cho người cướp trinh. Nói rồi cả hai nhảy vào huyết trì. Đến khi trở ra thì tướng mạo đã thay đổi, nhan sắc xinh đẹp vô ngần. Hai cô song sinh ở tập trước giờ đã là vợ của Vi Tiểu Bảo. Bất ngờ là khi vào đến cung anh lại gặp thánh nữ vừa phá đám mình, liền kêu hai cô vợ xông lên đánh hắn. Không ngờ thánh nữ võ thuật cao cường nhanh chóng hạ gục hai cô. Đúng lúc này hoàng thượng cũng tới. Châu Tinh Trì liền tố cáo với hoàng thượng rằng đây là hai kẻ đê tiện, nhưng vua lại giới thiệu đó là Ngô Ứng Hùng, con trai của vương gia Ngô Tam Quế. Tiểu Bảo liền trở mặt như trở bàn tay, lật mặt nhanh như bánh tráng. Nhà vua cho mở tiệc thiết yến, hoàng thượng cao hứng hứa gả công chúa cho Ngô Ứng Hùng, còn phái Tiểu Bảo là trưởng đoàn đưa công chúa tới phía nam làm dâu. Thực ra vua đã biết Bình Tây Vương Ngô Tam Quế đang có ý phản quốc, nên phái Vi Tiểu Bảo đi tìm chứng cứ để sẽ tiêu diệt hắn. Nhưng có một điều cực kỳ khốn nạn mà vua chưa biết, đó là Tiểu Bảo đã xúc than với công chúa từ tập trước rồi. Hơn nữa việc này đã khiến công chúa lại có bầu. Giờ biết phải làm sao đây cơ chứ? Hôm sau hoàng thượng cùng quân lính đưa công chúa về phương nam. Sau một đoạn khá xa thì đoàn người bắt đầu dừng nghỉ. Đúng lúc này một thích khách xông đến, may có thánh nữ cứu lấy hoàng thượng ra ngoài. Cả đám lính xông lên đánh nhau với thích khách, nhưng cô ta vẫn lao thẳng về phía hoàng thượng. Thánh nữ thấy vậy liền đạp Châu Tinh Trì, thế là bất đắc dĩ anh bị dính vào mũi kiếm che chắn cho hoàng thượng, khiến hoàng thượng cứ tưởng Châu Tinh Trì xả thân cứu mình. Khi còn đang cảm ơn thì lại một thích khách khác lao tới. Châu Tinh Trì thấy vậy bỏ chạy leo lên xe còn nhanh hơn cả hoàng thượng. Cả đám lính thấy vậy cũng leo lên xe chật ních không ai cử động nổi. Nhưng hình như ở đây có ai đó bị mùi thối chân, thế là cùng nhau vận công cho thoát hết ra ngoài. Đáng tiếc là chiếc xe mất đà lao nhanh về phía vực thẳm, mà thánh nữ không biết gì vẫn tiếp tục đánh nhau với sát thủ. Vi Tiểu Bảo bị dính trưởng hôi nên văng ra ngoài, còn chiếc xe thì cũng lao thẳng xuống vực, nhưng sát thủ vẫn bay được lên khống chế Ngô Ứng Hùng và Vi Tiểu Bảo, rồi cứ thế bắt luôn hai người bay đi. Cô gái biết Vi Tiểu Bảo rất đê tiện nên muốn giết đi, nhưng Tiểu Bảo lại mách rằng thằng kia là con trai của Ngô Tam Quế, mà đó lại là kẻ thù của phải Nga Mi. Bất ngờ người của Thần Long giáo bay tới cứu Ngô Ứng Hùng, hai bên lập tức lao vào giao cấu. Nhưng sư phụ phái Nga Mi đã bị thương nặng rồi. Đúng lúc nguy cấp thì Tiểu Bảo bắn súng vào nhóm kia, còn giả vờ như mình vừa dùng chiêu nhất dương chỉ, trong khi khẩu súng thì giấu sau lưng. Tiểu Bảo cũng tiết lộ mình tứ đại pháp vương của thiên địa hội, và đúng thật là có cả lệnh bài hàng lưu. Cô gái nói Tiểu Bảo rất chi xảo quyệt, nhưng rất may là lệnh bài hàng thật nên sư phụ cũng tin luôn. Tiểu Bảo lập tức lợi dụng cơ hội này xin làm đệ tử. Lát sau bốn người cùng vào một quán trọ, mà quán trọ này chính là người của Tiểu Bảo đã sắp xếp rồi. Mà nhìn thằng Ca Long giả gái xinh quá phân trong bụng cũng phải chui ra miệng hết. Lát sau Ca Long cũng chuẩn bị thuốc kích thích mua ở trên mạng, đó chính là đệ nhất dâm dược trên mạng bán đầy. Khi bị trúng độc thì người đó sẽ hấp diêm bất cứ thứ gì dài dài và đen, thật là đê tiện quá đi mất. Còn phía cô nương thì dường như đã yêu thầm công tử nên mới giải độc cho hắn. Đang sắp được chén thì Tiểu Bảo lại xông vào, anh rắc thuốc vào ghế để lừa cô nương, nhưng kết quả thì bà sư phụ lại ngồi lên ghế. Lập tức thuốc này phát huy tác dụng, thần ni cô nương hừng hực khí thế lao lên hấp diêm tất cả mọi người. Tiểu muội ở trong phòng khống chế thanh niên, nhưng cô chị vì tình yêu mà phản bội đồng môn cùng Ngô Ứng Hùng trốn chạy. Phía bên ngoài thánh nữ cùng đồ đệ cũng tìm đến nơi, đánh nhẹ một cái đám lính cũng bay đi hết. Thánh nữ ra lệnh bắt Vi Tiểu Bảo, thấy vậy Ca Long liền phản bội Châu Tinh Chỉ giao nộp anh ngay. Lúc này thánh nữ mới tiết lộ mình chính là Trương Mẫn ở tập trước. Phía bên trên thần ni vẫn đang hấp diêm mọi người, đúng lúc nhìn xuống thấy tóc thánh nữ đen dài, liền điên cuồng lao xuống như muốn ăn tươi nuốt sống. Không ngờ cũng cắn được một cái vào chân thánh nữ rồi. Thánh nữ bực bội bắt luôn Châu Tinh Chỉ mang đi. Sáng hôm sau thì hai người đã tỉnh lại bên bờ suối. Vì cô đã bị thương ở chân nên cần Tiểu Bảo đỡ dậy, mà cô nương mệt quá nên ngã vào anh. Phải công nhận là mùi thịt cô thơm quá. Do quá lươn lẹo nên thánh nữ bắt Tiểu Bảo kéo đi như một con lừa.
hai người đến tối thì cũng về tới tổng đàn chủ. Thằng con Ngô Ứng Hùng và Viên Quan lúc này cũng tới để cảm ơn thần Long Giáo. Hắn dâng rượu mời thánh nữ ban thưởng. Châu Tinh Trì nhìn qua là đã biết có gian kế rồi. Quả thực thằng quan là Ngô Tất Phàm đã bỏ độc vào rượu. Không biết ngươi sẽ chống lại đại dâm dược xỉu xú thế nào đây? Bởi vì thần Long Giáo công lực quá cao cường, sau này có thể là mối họa nên ta phải diệt trước. Đám đồ đệ xung quanh cũng đã phản bội. Trong vòng 2 giờ mà người không tìm được ai nướng củ khoai thì sẽ hộc máu mà chết. Rất may lúc này có vài đồ đệ trung thành giúp sức đánh chặn. Vi Tiểu Bảo cũng lấy được một con ngựa phóng tới cứu thánh nữ chạy đi. Chạy mãi cũng tới một cánh rừng. Thánh nữ nhận ra ai cũng hại cô, Vi Tiểu Bảo là kẻ thù thì lại cứu giúp, mà thánh nữ lúc này đã bị ngấm độc dược. Nhìn Tiểu Bảo lại thấy đẹp trai nhưng sơn tùng, liền phóng áo lụa ra kéo Châu Tinh Chỉ về phía mình. Cô quyết định sẽ dùng củ khoai 31cm của Tiểu Bảo để giải độc. Thánh nữ tung áo tạo thành một cái kén xung quanh. Rồi tình hình bên trong như nào thì em cũng chả biết, chỉ biết cả đêm Tiểu Bảo không nghỉ phút nào. Sáng hôm sau thánh nữ đã nhận làm vợ của Vi Tiểu Bảo. Châu Tinh Chỉ nhảy một cái không ngờ bay cao quá trời. Bởi vì sau chuyện ấy thì công lực của thánh nữ đã chuyển sang anh. Phía Ca Long lúc này văn vở với công chúa rằng hắn đã hết sức ứng cứu nhưng Tiểu Bảo chết rồi. Rồi hắn chiếm luôn quyền điều hành của Vi Tiểu Bảo, lập tức bắt hết các quan dưới quyền phải cống nộp thật nhiều vàng bạc và đưa hết vợ bé của Tiểu Bảo đến cho hắn thưởng thức. Nhưng không ngờ đúng lúc này Châu Tinh Chỉ lại xuất hiện và cho một cái tím hết cả mặt. Rồi Tiểu Bảo sai hắn đi làm một nhiệm vụ, đó là ra ngoài chợ kêu to lên rằng phải thanh phục Minh, rồi theo ám hiệu đi tìm đến đồng đội. Ca Long bị lừa ra ngoài chợ gặp ai cũng kêu phản thanh phục Minh, rồi đi theo các ám hiệu chỉ đường của Châu Tinh Chỉ sắp xếp. Phía trong nhà là Ngô Tam Quế đang bàn bạc kế hoạch phản quốc. Một tháng nữa thì binh mã sẽ tập hợp đủ. Ca Long xông vào kêu lớn phản thanh phục Minh. Ngô Tam Quế lúc này còn chưa hiểu chuyện gì mà thấy trên lưng của Ca Long viết phản thanh phục Minh, thề giết Ngô Tam Quế. Thế là hai tên ngu này đã bị Vi Tiểu Bảo chơi xỏ tự đấm nhau, còn Ca Long thì bị đánh cho như hết người. Công chúa và Vi Tiểu Bảo lúc này cũng đến. Đúng lúc này Ca Long chạy ra, Tam Quế nói rằng tên này là phản loạn, trên lưng còn có phản thanh phục Minh. Châu Tinh Chỉ lại cởi áo rồi xóa dấu vết đi. Công chúa nói Ca Long là Khâm Sai đại thần, được vua ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm. Ngươi dám vu oan cho Ca Long là tội chết. Ca Long lập tức rút bảo kiếm ra định chém hắn ta. May là thằng con cầm kim bài miễn tử ra ngoài, nhưng ai không có thì vẫn chém được. Thế là hai cha con cứ tranh nhau cái kim bài đó. Thanh niên cho kim bài vào trong áo, kết quả bị tụi kia bóp rái cho không trụ nổi. Công chúa cho người đưa hắn vào phòng nghỉ. Phò mã có sao không, hay là để ta xem thử xem thế nào nhé. Bên ngoài Châu Tinh Chỉ giảng hòa rằng thôi đền bù 1 triệu lạng coi như hiểu lầm. Bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn, thôi thằng con lại mất nòi giống rồi. Công chúa nói dối rằng hắn hiếp tôi nên tôi phải tự vệ. Vi Tiểu Bảo chơi vố này quả thực quá là dã man, khiến Ngô Tam Quế không chịu được uất ức, lập tức cho giấy binh khởi mã không chờ thời cơ nữa. Quả thực hắn đã trúng vào cái bẫy khích tướng của Vi Tiểu Bảo. Về nhà, Tiểu Bảo cũng giới thiệu thêm vợ mới của mình cho công chúa biết, rồi lại giới thiệu hai vợ nữa là hai chị em song sinh, nhưng ba người họ là thê, còn công chúa chỉ là thiếp thôi đó. Kể ra nhiều vợ cũng vất vả mà anh em ai cũng ao ước làm gì, lúc sau công chúa cũng sợ nên đành phải chấp nhận làm vợ bé. Còn thánh nữ là vợ cả, vừa hay sư phụ Trần Cận Nam cũng đến, thằng quan Ngô Tất Phàm cũng xông tới đây. Tên này chính là sư huynh của Trần Cận Nam, nên võ công đương nhiên là cao chót vót, một chưởng đánh cả thánh nữ bay đi. Không ngờ Vi Tiểu Bảo lại dễ dàng đỡ được các vòng sắt, ném một cái cả đám kia đổ gục hết luôn. Trần Cận Nam tưởng ngon nên kêu 4 đệ tử ra đối đầu cho Tiểu Bảo chạy thoát. Hai bên lại bất chấp sĩ diện lao vào đánh nhau, không ngờ đám người kia bị xiên mà không chết, còn phóng trả lại khiến quân ta toi đời. Trần Cận Nam lúc này bắt đầu xông lên chiến đấu, nhưng được một hồi thì cũng dính chưởng. Tên đại ca một đao chém cụt cánh tay của sư phụ Trần Cận Nam. Đến sáng hôm sau thì hai người đã trốn tới bìa rừng, đang định làm tí thì thần mi bay tới, còn đưa cho Tiểu Bảo một quyển Tứ Nhập Nhị Chân Kinh. Thanh niên Ngô Ứng Hòa lúc này đã mất chim, nên bảo cô gái đừng theo hắn nữa. Cô gái khóc lóc thảm thiết, Tiểu Bảo lại tranh thủ đến thuyết phục theo tôi đi về làm vợ bé. Cô gái bực tức tát cho Ngô Ứng Hùng một cái, Tiểu Bảo cũng nhảy vào ăn hôi, nhưng tát vô mặt của muội ư, thật là đau lòng huynh lắm, vậy là lại gạt thêm được một vợ bé nữa rồi. Tiểu Bảo về cung báo cáo với Hoàng thượng Bình Ngô Tam Quế đã làm phản, không ngờ rằng Hoàng thượng nói rằng ông đã tiêu diệt hắn, đó là do công trạng của Ngô Tất Phàm. Hóa ra Ngô Tất Phàm đã phản bội Ngô Tam Quế, giao nộp sư đệ Trần Cận Nam cho Hoàng thượng. Nhờ vậy mà vua còn tin dùng hắn hơn và bắt đầu nghi ngờ Vi Tiểu Bảo, nên vua chỉ đạo trực tiếp Châu Tinh Chỉ chém Trần Cận Nam ở Ngọ Môn, như vậy mới chứng minh sự trung thành của Tiểu Bảo. Về tới nhà, Châu Tinh Chỉ buồn rầu hết sức, mà 4 quyển kinh xem mãi không hiểu nên mang ra đốt hết. Không ngờ 4 quyển sách cháy xong thì còn sót lại 4 chữ tên một địa điểm. Rồi công chúa đóng giả làm hoàng thượng, ra lệnh cho Ngô Tất Phàm ngày mai đến địa điểm kia. Sáng hôm sau, Ngô Tất Phàm đến cửa khẩu mà Châu Tinh Chỉ đã lừa, Tiểu Bảo cùng công chúa cũng đã chờ sẵn ở đây, lập tức xông lên để so đọ tán thủ. Bởi anh tự tin vào công lực mà vợ cả truyền cho mình, đánh một hồi đã viết được vào mông mấy thằng dòng chữ Ngô Tất Phàm ăn cướp tao. Trường lực của Châu Tinh Chỉ quá mạnh khiến đám kia thua tan tác. Ngô Tất Phàm dùng chiêu Di Hồn Đại Pháp điều khiển đám người, khiến Châu Tinh Chỉ phải dùng đến chiêu thức cuối cùng là bóp rú long chảo thủ. Nhưng khốn nạn, gặp ngay phải bọn biến thái,
càng bóp nó càng sướng hơn. May mắn lúc này vợ cả cũng tới, anh dùng chiêu thức kim chỉ để điều khiển tụi kia, nhổ ra một bãi nước bọt rồi hóa chúng thành đá, phóng ra cắt đứt sợi chỉ điều khiển của Ngô Tất Phàm, sau đó điều khiển cho chúng quay lại cắn chủ. Nhưng tên này võ công cao cường chém bay hết đầu tụi đệ tử. Hai người tiếp tục lao vào nhau giao cấu võ thuật, trận đánh long trời lở đất khiến cả hai sụt xuống một hang động bên dưới, vàng bạc dưới này lấp lánh khiến cả hai chả đánh nhau nữa. Vậy đây chính là bí mật của thập nhị chân kinh, vô tình một người giẫm phải cơ quan khiến sắt thép bay tứ tung, Ngô Tất Phàm vì thế cũng bị thương nặng, hắn liền đâm cả nắm kim vào đầu. Đó là phương pháp kích thích ép tất cả nội lực trong người ra, hắn lao lên đánh trưởng với Vi Tiểu Bảo, sức công phá của hai người quả là kinh hồn bạt vía, nội công của hắn đã được kích hoạt hết cỡ nên khiến Tiểu Bảo thua trận. Giờ anh cũng cần kích hoạt hết tiềm năng ra ngoài, giờ sẽ đâm kim vào cho thật đau đớn nhưng phải cố nhịn, đến khi không nhịn nổi nữa thì bộc phát nó ra. Tinh chỉ ngậm tạm cái chân của vợ út để chịu đau, từng cái kim đâm vào sao mà nó thốn, pha cuối công chúa đâm cho cả nắm kim vào xương cụt, tiềm lực liền được kích hoạt hết mức. Đang đau thì thằng kia lại lao vào anh tinh trưởng cho một cái bay đi chết toi, vàng bạc này không biết đã làm hại biết bao nhiêu người, vì vậy ta quyết định đem hết nó về để tránh hậu họa cho người khác. Pháp trường lúc này cũng sắp đến giờ hành hình, mà cái xác lúc này đã được đổi thành của Ngô Tất Phàm. Mọi người thành công cứu được sư phụ ra tới biên ải, nhưng chưa kịp chạy thì hoàng thượng lại tới. Hóa ra Ca Long đã phản bội Châu Tinh chỉ báo tin cho hoàng thượng, nhưng bây giờ Vi Tiểu Bảo có võ công cái thế e rằng đám lính này không có cản nổi. Hoàng thượng thấy vậy cũng đành chấp nhận, thôi bóp rái một cái coi như tha cho ngươi. 3 năm sau Vi Tiểu Bảo kiệt sức mất sớm vì năm bà vợ này quá xinh đẹp. Phim tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha. Bye bye.